Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Hiệp hội Bệnh tiểu đường, những người thừa cân và béo phì, kể cả những người có thể trọng cân đối, nhưng vòng eo từ 77cm trở lên đối với phụ nữ và từ 89cm trở lên đối với đàn ông, thì sẽ có nguy cơ đề kháng với insulin của cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường. Bên cạnh việc điều trị tiểu đường theo Tây y, nền y học cổ truyền Việt Nam cũng có nhiều bài thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh tiểu đường, giúp chỉ số đường huyết luôn ở mức ổn định. Chương trình Sức khỏe và cuộc sống hôm nay giúp quý vị sử dụng các bài thuốc đông y trong điều trị bệnh tiểu đường. Tiểu đường là một bệnh ở bộ phận bài tiết. Người bệnh có các triệu chứng như uống nhiều nước, tiểu nhiều, màu đói. Xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu và nước tiểu tăng cao. Bệnh thường gặp thuộc nhóm người trung niên, nam mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Theo các chuyên gia, khi dùng nhiều đồ cay, béo ngọt do sang chấn tinh thần, thừa cân, béo phì đều có nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường. Y học cổ truyền cho rằng khi tiểu nhiều, uống nhiều mà vẫn khát đều nằm trong chứng tiêu khát. Tiêu có nghĩa là thiêu đốt làm cạn khô huyết dịch. Tiêu khát được định nghĩa là chứng khát đi kèm với ăn uống nhiều mà thể trọng không tăng, vẫn gầy. Bệnh tiểu đường chủ yếu do cơ thể vốn âm hư, ngũ tạng nhu nhược do ăn uống không điều độ, tâm tư tình cảm mất điều hòa, dẫn đến thận âm suy, hư, phế vị táo nhiệt. Với âm hư là gốc, táo nhiệt là ngọn. Bệnh kéo dài lâu ngày, âm gây tổn tới dương, dương hư có thể dẫn đến ứ huyết bên trong. Hồi xưa thì đông y không có cái danh từ là bệnh tiểu đường, nhưng mà so sánh các triệu chứng với Tây y, người ta gọi bệnh tiểu đường ngày xưa có Tây đông y là bệnh tiêu khát. Tiêu khát ở đây cũng có nghĩa là có bốn cái nhiều, là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Triệu chứng tiêu khát của bệnh đông y nó liên quan tới ba tạng: phế, tỳ và thận, trong đó chủ yếu là tạng tỳ. Theo đông y, tạng tỳ là tạng chủ cơ nhục, chủ vận chuyển thủy thấp và chủ tiêu hóa về thức ăn. Nếu mà chúng ta có cái chế độ ăn không hợp lý như trên chúng tôi trình bày là ăn quá nhiều, đông y gọi là ăn quá nhiều đồ cay ngọt và chất béo sẽ làm cho lâu ngày làm cho công năng tạng tỳ nó bị tổn thương. Nó không vận chuyển được các cái thức ăn này, nó đưa ra đình trệ thức ăn, gọi là hiện tượng thủy thấp ở tỳ. Tỳ không tiêu hóa được thức ăn lâu ngày, nó sẽ đưa ra quá quả. Và cái quả này khi nó trào ngược lên trên, nó sẽ ảnh hưởng tới phế, tới tạng tâm. Và đưa xuống dưới nó ảnh hưởng tới tạng thận, nó gây ra bệnh gọi là bệnh tiêu khát. Bởi vậy quá trình điều trị của đông y chủ yếu là tránh vào cái tạng tỳ để tỳ vận hóa được thức ăn. Công năng của tạng tỳ mạnh lên thì nó sẽ sinh được huyết, sinh được khí hay là sinh được âm dịch giúp cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Thứ hai là giúp cho cái quá trình hấp thụ đường nó tốt hơn. Tại vì đông y cho là tỳ thống nhiếp huyết, có nghĩa là tỳ chủ sinh huyết, mà huyết là cái phần âm dịch ở trong phần cơ thể. Nếu mà mình đái tháo đường ảnh hưởng tới công năng tạng tỳ thì cái chức năng sinh ra huyết hay chức năng vận chuyển gluco vào các tế bào nó sẽ giảm đi. Tiểu đường được coi là căn bệnh giết người thầm lặng, tỷ lệ tử vong cao. Những nguy hiểm do tiểu đường gây ra không biểu hiện rõ ràng mà mang tính âm ỉ, đến khi thấy các triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài thì tương đối muộn. Bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh hiểm nghèo. Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến những bệnh khác nguy hiểm. Điển hình là bệnh tim, mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, hoại thư, vân vân. Theo các chuyên gia, bệnh tiểu đường được chia làm hai tuyếp. Tuyếp 1 thường rơi vào người trẻ tuổi, nguyên nhân là do tuyến tụy không tiết ra insulin để vận chuyển được gluco từ máu vào các tế bào, làm nồng độ đường tăng cao trong máu. Còn bệnh tiểu đường tuyếp 2 không phụ thuộc vào insulin, tức là tuyến tụy vẫn tiết đủ nhưng cơ thể đề kháng với insulin, làm giảm mức chuyển hóa đường, từ đó nồng độ đường gluco trong máu tăng cao. Tiểu đường tuyếp 2 chiếm đến 95% tổng số người bị tiểu đường, trong khi đó tiểu đường tuyếp 1 chỉ chiếm 5%.
Bệnh đái tháo đường trong y học còn gọi là bệnh rối loạn chuyển hóa, chủ yếu là rối loạn chuyển hóa carbohydrate. Nó gây cho cái sự sản xuất insulin thiếu hụt, hoặc là nó gây cho đề kháng insulin, có nghĩa là nó làm cho insulin mất khả năng vận chuyển đường từ máu vào trong mô, các mô của cơ thể. Và cái đường không được vận chuyển vào trong máu thì đường ở trong máu chúng ta nó sẽ tăng lên, và nó gây ra cái hiện tượng là tiểu ra ngoài ra đường. Thì cái bệnh này là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Đái tháo đường thường chia ra làm hai loại là đái tháo đường type 1 hay là đái tháo đường phụ thuộc insulin, và đái tháo đường loại 2 là đái tháo đường type 2, là nghĩa là những người đái tháo đường không phụ thuộc vào insulin. Và cái đó tôi sẽ trình bày sau thế nào là phụ thuộc và không phụ thuộc insulin. Như chúng ta đã biết thì Việt Nam hiện nay là một trong những nước có tỷ lệ đái tháo đường tăng nhanh nhất thế giới. Hiện tại theo các khảo sát nghiên cứu khoa học năm 2008-2009 thì tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường của mình hiện nay là số người mắc tháo đường khoảng 4,5 triệu người. Trong cái số này thì 65% là những người bệnh đái tháo đường không biết mình bị bệnh đái tháo đường, chỉ khi có biến chứng là lét chi, mù mắt hoặc là một cái vết lét lâu lành nào đó, khi tình cờ đi khám thì mới phát hiện ra đái tháo đường, và nó sẽ đưa tới một cái biến chứng rất nặng nề. Theo y học cổ truyền, bệnh tiểu đường được chia làm 4 thể: thể phế âm hư, thể dị âm hư, thể thận âm hư, thận dương hư, và thể có kim chứng và biến chứng. Tùy vào thể phế, thận, dị và biến chứng mà đông y sẽ có sự gia giảm các loại thảo dược cho phù hợp trong hỗ trợ điều trị. Đông y sử dụng cái bài kiện tỳ, thường là người ta sử dụng bài tứ dập, đó là bài đản sâm, bạch trục, cam thảo và huỳnh kỳ. Ngoài ra người ta còn thêm các vị để dưỡng âm, sinh tân dịch, chỉ khát cho tạng phế và tạng thận, đó là người ta thêm hoài sơn và thêm cát căn, thiên hoa phấn. Thì các liều lượng chúng ta sử dụng sao? Ở đây cái huỳnh kỳ là cái vị chính thì chúng ta sử dụng là 20g, bạch trục chúng ta sử dụng 12g, đản sâm 12g, cam thảo 6g, hoài sơn 12g, cát căn và thiên hoa phấn 12g. Mỗi ngày chúng ta nấu nước, nấu sắc uống mỗi ngày một thang, ngày 2 lần, và uống liên tục trong nhiều tháng thì nó cũng giúp cho cái đường huyết chúng ta ổn định và hạ xuống. Ngoài ra nãy chúng ta đã nói tạng phế và tạng thận cũng liên quan tới cái bệnh này, và bên Tây y cho là cái stress, căng thẳng thần kinh thì cũng ảnh hưởng tới bệnh. Thì đông y người ta cho là tình trí thất thường, như là lo sợ quá mức hay giận dữ quá mức, hay là u uất trong cuộc sống, có những vấn đề u uất nó sẽ ảnh hưởng tới tạng can. Mà tạng can ở bên đông y thì nó lại khắc với tạng tỳ. Lâu ngày khi can khí quốc kết, không sơ hóa được, không vận chuyển được khí huyết, bên đông y cho là can tàn huyết và can dẫn khí huyết, có nghĩa là huyết nó được dự trữ ở tạng can và chuyển đi cho các cái tạng khác trong cơ thể để chuyển hóa thức ăn, để giải độc. Nếu tạng can quốc kết lại, nó sẽ lâu ngày nó sẽ quá quả, và quả tạng can nó khắc với tạng tỳ, nó làm cho tỳ, nếu mà tỳ chúng ta đã hư mà chúng ta càng căng thẳng thì quả từ tạng can nó rót qua tạng tỳ, nó sẽ làm cho cái tình trạng bệnh nó thêm nặng. Có nghĩa là cái dòng xoáy của bệnh lý, càng bệnh mà càng lo nghĩ thì bệnh nó càng nặng hơn. Và cái can quả, nãy chúng ta nói can quả khi mà nó đưa lên trên, đi lên trên là can quả thượng can, theo từ chuyên môn đông y, nó sẽ ảnh hưởng tới tạng phế và tạng vị. Nó làm cho phế âm hư, vị âm hư, nó ảnh hưởng ngược lại, lại làm cho cái bệnh nó càng nặng lên. Và khi mà tạng can quá quả, nó đưa xuống thận thì nó làm cho âm dịch của thận khô cạn, làm cho thận âm hư. Bởi vậy nếu mà gặp cái trường hợp mà âm hư sinh quả nhiệt nhiều thì chúng ta không sử dụng bài kiện tỳ, mà chúng ta thiên về bài sinh bổ tân dịch.
thì đông y người ta xài bài bát trân gia bát dị gia thêm tri mẫu và hoàng bá. Thì trong cái bài bát dị này nó có thay đổi ít nhiều so với lại cái bài bát dị của cổ phương. Đây người ta chỉ giữ lại hai vị là vị thục địa thì thay bằng sinh địa, gồm có vị sinh địa, vị hoài sơn, quỳnh kỳ, bạch trục. Ngoài ra còn thêm thạch cao, mạch môn, các căn thiên hoa phấn. Thì trong cái bài thuốc này chúng ta phân tích sinh địa thường là sử dụng 16 gram để tư bổ huyết, tư âm bổ huyết, nó làm cho mát huyết, nó nôm na là bát huyết. Hoài sơn nó cũng có tác dụng là kiện tỳ và sinh ra tân dịch. Quỳnh kỳ và cam thảo ở đây, quỳnh kỳ và bạch trực ở đây nó có tác dụng là bổ khí và kiện tỳ, giúp cho quá trình ăn uống tiêu hóa tốt. Còn các vị còn lại như là mạch môn, các căn thiên hoa phấn, thạch cao thì nó có tác dụng là tư âm hay là làm mát cái cơ thể, làm cho cái phần mà âm bổ âm để chế cái phần dương xuống hại, hay là những cái thuốc này nó có tác dụng là hạ hỏa hạ nhiệt, nó giúp cho quá trình của cơ thể nó được cân bằng. Thì nói về đông y thì phải nói là điều trị phải là điều trị toàn diện. Quan điểm của Đông và Tây y khi điều trị bệnh tiểu đường là tránh các hậu quả trực tiếp của sự thiếu hụt insulin, bao gồm các triệu chứng tăng đường huyết, của nhiễm axit cetone kéo dài, của hội chứng tăng áp lực thẩm thấu và làm giảm các chứng do bệnh kéo dài gây ra. Y học cổ truyền dùng phép trị chung là dưỡng âm thanh nhiệt, sinh tân dịch làm cơ sở. Đông y xem cơ thể con người là một cái thể thống nhất hay là cái thiết thiên nhân hợp nhất á, người ta coi cái cơ thể là nơi quy tụ của tinh hoa của trời đất. Cái cơ thể là một cấu thành của trời và của đất, của các cái tạng phủ và các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta là một cái khối thống nhất. Chúng ta sống phải phù hợp với quy luật thiên nhiên, và chúng ta là do thiên nhiên tạo hóa tạo nên. Mọi thay đổi trong cơ thể đều là do chúng ta sinh hoạt không phù hợp với thiên nhiên mà gây ra bệnh tật. Qua cái quá trình thiên nhân hợp nhất thì người ta đề ra cái phương pháp chữa bệnh tiêu khát, không phải là chỉ bằng thuốc y học cổ truyền như hồi nãy chúng tôi trình bày, mà người ta cũng điều trị tổng hợp, có nghĩa là bằng phương pháp yoga, bằng phương pháp dưỡng sinh. Đó là những phương pháp không dùng thuốc, khí công hay là luyện thái cực quyền, luyện thở. Ngoài ra người ta còn sử dụng phương pháp không dùng thuốc là bấm huyệt, châm cú, xoa bóp huyệt để giúp cho khí huyết lưu thông tốt, tuần hoàn tốt. Tiểu đường là bệnh mãn tính, việc điều trị thường kéo dài và tốn kém chi phí. Trong quá trình trị liệu, nếu không kiểm soát chế độ dinh dưỡng, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Để phòng tránh bệnh tiểu đường, nên hạn chế sử dụng đồ ăn thức uống có nhiều đường và carbohydrate tinh chế. Cần sử dụng các loại ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung chất béo không bão hòa như trái bơ, dầu ô liu, các loại cá có nhiều axit béo omega 3. Thay đổi lối sống, giám sát trọng lượng cơ thể, loại bỏ sự căng thẳng, siêng năng vận động là những yếu tố có thể phòng tránh bệnh tiểu đường hiệu quả. Chương trình Sức khỏe và cuộc sống đến đây xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.